Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game đấu la đại lục phiên bản quy full tất cả mọi thứ ha, một lít full tất cả luôn. Ok, rồi đầu vô thì nó cũng chả kêu chúng ta mà phải chạy nhiệm vụ tân thủ, tân thét gì đâu anh em. Ok, thôi kệ nó đi. Nó đặt tên Trung Quốc thì cứ để nó tên Trung Quốc đi anh em. Rồi, ok. Rồi, đến với hậu luôn ha, hỏi chạy nhiệm vụ tân thủ luôn. Đây, hậu. Ở đây nền là bấm vào đây. Còn ở đây là tên tài khoản đăng nhập nha các bạn. Đó, tài khoản đăng nhập. Đây, nhận tất cả bậc thầy. Nhấp một phát là mát VIP. Đây, nhấp một phát là mát VIP. VIP thành công. Dọn sạch ba lô. Đóng hướng dẫn người chơi mới. Đúng vậy, đóng hướng dẫn nàng tiên rộng. Nhận tất cả một cú lít chuột 3 chương đầu. Ok, là nó sẽ chạy với chúng ta 3 chương đầu luôn. Rồi một cú nhấp chuột 120. Ok, đừng bận tâm. Ok, chàng trai nó sẽ trở lại. Ủa, đúng chứ, phải cà lòng. Rồi, ok, nó kêu chúng ta đăng nhập lại nè ha. Nhưng mà chúng ta gửi tất cả giao diện và một cú lít chuột. Đây, phiên bản này không có tướng mới, còn hải hần đường tam ha. Nhưng mà nó có full mấy tướng kia. Nào đâu rồi, gửi tất cả khung hình giao diện. Ok, khung hình xác nhận lụm luôn. Nó hơi lắc tí anh em thông cảm ha. Rồi bây giờ để heo hót ra rồi vào lại nè. Đây, sau khi vào game thì chúng ta đã có full hết nè hả? VIP và 120 luôn. Đó, vô tướng. Tướng chưa có gì đúng không? Ui, bản này nó có con này luôn hả? Oh my god. Ok. Nào. Đâu rồi, một cú lít chuột đầy áp. Theo không biết là nó có luôn ta. Một cú lít chuột đi qua May City. Ok, một cú lít chuột. Rồi một cú lít chuột nữa coi nào, lẹ lên. Ây da. Ok, nó hơi bị lắc tí ha. Hoàn thành thử thách Holuri gì nè. Hoàn thành thử thách bản sao hoàn chỉnh gì nè. Rồi thử nghiệm sức mạnh linh hồn nè. Hót ra vô lại nào. Ủa sao nó không có tướng ta. Ủa alo, bậc thầy linh hồn nè. Ủa hót ra vô lại rồi mà nhỉ. Đột phá pháp sư đã hoàn thành, vui lòng đăng nhập lại nè. Ở đây sao tướng như con ơi vậy trời. Ủa hót ra vô lại rồi nó vẫn không được nè anh em. Ủa kỳ vậy ta. Ủa vậy để kéo xuống đây coi. Số lượng gửi vật phẩm khoảng thời gian là 5 giây hả? Thuộc cấp linh hồn. Thuộc tính linh hồn chung. Nó không có dịch hết các bạn à. Trời ơi. Bây giờ mà muốn có được con này thì heo phải chụp và gửi cái tên của em nó vô. Chủ yếu là chúng ta đi lấy con này nè. Bây giờ phải chụp nè anh em, lấy cái điện thoại á khác, hoặc là anh em chụp lại cái màn hình, chụp lại cái tên của nó đó. Đợi heo làm rồi heo copy cái tên ra. Nếu tí heo nhớ thì heo sẽ để cái tên đó ở dưới cho anh em ha. Thần Vương Đường Tam. Đó, cái tên đó là nó dịch ra như vậy đó. Ok. Ủa. Bà mẹ. Đó.
bị dịch. Đợi heo tí. Rồi tìm được cái tên rồi hả? Hy vọng là bây giờ sẽ thấy được game hả? Có lẽ sẽ thấy được con tướng. Bà mẹ nó. Copy nội dung đã chọn. Dán dưới này. Một tìm kiếm. Có không? Đây, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Số lượng 100. Gửi vật phẩm. Chờ 5 giây báo thành công. Có không? Có không? Ủa? Cái này là cái cây hải thần tam sao kích gì mà. Alo. Vậy là chắc cái này rồi quá. Bỏ cái đi. Đó, ok liền anh em ơi. Yeah yeah yeah. Ok ok. Nào nào, 1000 hộp. Không thì cho 5000 hộp luôn. Ok nè ha. Yeah. Cuối cùng. Ủa, đâu? Đây, đây rồi. 5000 hộp. Anh em thấy gì không? Trời ơi. Cuối cùng cũng có cái bảng mà chúng ta có được đường tam rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Vâng, chiêu mộ được đường tam rồi. Hải thần đường tam. Vâng, vâng, đẹp trai quá nè. Ồ, là trời. Ngầu vậy thôi chứ đòi gì nữa. Vâng, rất thơm nha. Đó, u quá đẹp, quá đẹp. Mấy con kia kệ nó đi, không yên tâm tới. Nè, úp sao cho em nó nè. Ơi ơi à. Ngon lành, lai liền, kéo xuống lai liền anh em. Nhưng mà có cái tiếc là mấy cái còn lại nó không có nè. Tức kiệt chứ, thử nghiệm sức mạnh bằng một cú lính chuột. Nó không có gửi cái kia vào. Nó không có gửi đầy đủ bậc thầy vô, các tướng vô, phải đi lụm từng con vậy. Hay là có khi nào nó bị kẹt con này nên là nó không có vô được ta. Bây giờ mình mở được rồi thì mở con SB rồi thì mấy con 2S, 3S đồ nó sẽ vô luôn không? Ừ, cũng có thể lắm chứ. Để Hawker vô lại cái coi. Đâu rồi, đâu rồi. Được rồi, bầu ơi. Anh biết là anh giỏi rồi. Ok, vô lại, có cái đi. Trời ơi, không có luôn, vậy là phải áp tướng bằng tay rồi các bạn ơi. Ok, mấy con đó thì chúng ta tìm tên chúng ta áp được ha. Chán thiệt luôn á, tưởng đâu lại. Bây giờ kiếm đâu ra mấy cái hồn này để mà cho nó lên vàng nữa. Trời ơi. Hồn có đâu mà áp cho nó lên vàng. Thành tức thiệt luôn á trời. Giờ nó không có full được luôn anh em ơi. Hay xếp bỏ tiền mua được không ta? Trời ơi, bây giờ không có cái hay xếp gì luôn. Có gì vô shop mua được không? Nó phải được mấy con đường tam nhỏ kìa. Cái này là số 3 nè. Là phải tắt cái này đi để tìm coi có. Đúng là số 3. Đây anh tam nhà ta phải không? Gửi vật phẩm. Đấy đấy, cuối cùng chúng ta đã có được anh tam. Này là gì đây? Không biết cái đó là cái gì luôn. Nó không có dịch cái này à? Để coi cái này. Dịch cái này. Đây, để heo dịch đợi hơi tí. Rồi, dịch đang này. Ủa, không ra luôn anh em ơi. À, ra rồi. Đấy. Ôi dồi ôi. Lòng. Quê lòng tìm kiếm thức hiệp ước 5 đường tăng ha. Đường tam vũ khí hức tỉnh của cậu bé đường tam. Hức tỉnh binh khí đường tam, thế ước vũ khí đường thần đường tam, hợp bảo vật đường tam, thân hình thật của đường tam, võ hồn. Trời ơi ạ, trời ơi ạ. Nào, vào đi. Đây, ủa, võ hồn chân thân gì đây, vũ khí rồi. Này,
Chân thân võ hồn. Ok. Cỡ gì vậy bé? Đó. Nè. Ủa cái này hồi nãy mà. Trời ơi. Chân thân võ hồn. Đường tam đường thần. Ok. Vậy bỏ cái này coi đi ha. Rồi. Để từ từ nó sẽ dịch. Nó sẽ load cho các bạn. Đây đây đây. Heo sẽ kéo xuống. Ở trên là nó đang quay vòng 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 vòng. Đợi nó dịch xong đó các bạn ơi. Dịch xong cái này chắc hết cái video luôn quá. Hiện tại thì nó chưa có dịch được cái này. Ôi trời ơi. Cái này phải có tên rồi mới dịch được. Còn nó không có tên như vậy thì thua. Nè yeah, nó đang dịch nè. Đó nó đang dịch nè các bạn thấy không. Trời ơi. Mở kệ nó đi. Chúng ta vô chúng ta test con đường tam cái hả. À, còn mấy cái kỹ năng ở dưới này nữa nè. Thức tỉnh đồ bỏ hồn chân thân đồ. Đây đây đây. Tăng full sao luôn. Tăng full sao rồi lên đó, ok liền. Okay. Cái này không dịch được ha. Cái này mà dịch Hán Việt được thì ngon rồi. Ok hơn rồi. Đó, tiếp luôn, tiếp luôn. Đẩy, đẩy, đẩy. Lên luôn nè ha. Đó, ok. Lên luôn đi anh em ơi, tới luôn đi anh em ơi, tới luôn đi. Nào, nào. Tới luôn, Đó, nâng tiếp. Ừ, nó up hình như hồi nãy giờ có một kỹ năng rồi hả ta? Hình như là vậy quá. Đúng rồi, đúng rồi. Wow, 91, 100%. Ôi, full rồi. Mấy kỹ năng kia vẫn chưa. Bây giờ nâng vàng thì ở đây, nâng kinh nghiệm thì ở đây. Ơ, à, cái này mua được không ta? Đây, mua được 400. Trời ơi, đừng có hỏi kim cương anh nhiều lắm em ơi. Đây. Ok, uống lên đi em ơi, uống lên đi, 400. Trời ơi, không đủ luôn hả? Cái này phải reset shop hả mới có hả? Còn đây nó dịch xong chưa? Nó chưa dịch xong luôn các bạn à. Là bạn gốc dịch. Đấy. Ok nó dịch rồi nè. Hợp lý quá trời. Trời ơi xúc xích đồ nè. Xúc xích gì nè. Dòng cổ à. Ôi trời. Dịch hết rồi. Ở dưới này vẫn là phải mò nè. Bài kiểm tra gỗ gói ếch gì? Ếch cộng ếch lát 1:4. Mảnh vỡ rương thép gỗ. Chịu rồi nè. Ếch ếch cộng gì nè. Ếch ếch cộng 3, 31, 32 gì đó. À, nó không có dịch hết các bạn ơi. Nên là anh em nào có chơi thì chịu khó mò mẫm ha. Tốt nhất là dùng chụp màn hình rồi ra Google dịch copy lại quét. Hoặc là các bạn có thể lấy vô trong cái phần máy ảnh điện thoại mới giờ có cái phần mà chụp lại mấy cái chữ á. Copy lại đó anh em copy cái đó ra ha. Đó copy cái đó ra rồi chúng ta cùng nhau tài thôi. Dán vô và tìm hả? Xanh. Giờ không biết cái này ở đâu. Cái shop này là không có hồi nãy rồi nè. Ở đây thì cái shop này thì có đúng một cái vậy à. Không có hơn. Không mua được nữa không? Hết rồi nè. Ủ đãi cho mua được có nhiêu đó à. Có bình nhỏ. Này VIP. VIP, quà VIP thì cũng không có gì ngon. Phải cộng nó lên. Đây là lên vàng rồi nè. Đúng không? Này là lên vàng rồi. Rồi lắc luôn.
phục tính đồ lên nè, kích duyên, kích dòng đồ. Không bấm được full là thấy buồn rồi, đi vô test thử nó coi. Rồi, qua mấy cái ải. Ok, tụi ơi. Ủa sao nó không vô? Ủa sao nó không vô anh em, bấm sai gì vậy? Alo. Rạch cái hường đi. Thiên nhận tiếc vì trời ghét con đất kinh. Ở trong phim đâu có mấy cảnh này đâu. Mày ra đây nó có. Đúng rồi con, đẩy luôn. Ngang còn gì vết bẩn nè. Không có gì phải sợ. Sợ làm gì. Đó. Ừ, đẹp quá nè. Tiếc là nó không có được full kỹ năng đó bạn ơi. Đây. Năng vậy thôi đó hả? Kinh hồn. Nổ 2 tầng, sắp được 1 tầng nữa rồi. Tính ra con này là nó cập nhật rất nhiều và rất thường xuyên luôn á anh em. Nó không như mấy con kia. Rồi cái này thì chắc là anh em nào có chơi thì tải về và trải nghiệm thôi ha. Đó, hướng dẫn hết rồi. Giờ chỉ là hậu tai thôi các bạn à. Chứ không 1 lít nhận full mấy con tướng được rồi. Mấy bạn kia thì nhận full được, còn cái này thì không được rồi ha. Tất cả hồn sư một cú lúc đít chuột rồi nè, không được. Thôi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye.